Bản tin tối ngày 6 tháng 6. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tối ngày 6 tháng 6. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin thế giới. WHO lần đầu khuyên đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng dịch. Mỹ kiện Trung Quốc bán khẩu trang N95 kém chất lượng. Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO. EU xem xét mạnh tay đối với các nhà đầu tư Trung Quốc. Trung Quốc khuyến cáo công dân không đến Úc. Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc. Tin tại Việt Nam, Nghệ An đưa nhầm hơn 230 người dân Bản Đửa vào dự án phát triển chục tỷ đồng. Hơn 100 cây cổ thụ ở Hà Nội bị bứng lên rồi đưa đi chỗ khác và bị bỏ rơi. Trường đầu tiên ở Hà Nội bế giảng năm học 2019-2020. Sau đây là thông tin chi tiết. WHO lần đầu khuyên đeo khẩu trang ở nơi công cộng để phòng chống dịch. Đeo khẩu trang trở thành một chủ đề bàn luận nóng kể từ khi dịch virus corona khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. WHO từng cho rằng người khỏe mạnh không cần đeo khẩu trang. Giới y tế tại nhiều nước khác cũng chung quan điểm này. Tuy nhiên, mới đây ngày 5 tháng 6, WHO đã thay đổi lời khuyên. Lần đầu tiên khuyến khích công chúng nên đeo khẩu trang ở những nơi có virus corona đang lan rộng và khó để đảm bảo giãn cách xã hội để hạn chế dịch bệnh lây lan. Tại châu Mỹ, Mỹ kiện Trung Quốc bán khẩu trang N95 kém chất lượng. Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi kiện công ty in ấn và bao bì King Year có trụ sở tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vì đã bán cho Hoa Kỳ gần 500.000 khẩu trang N95 kém chất lượng hồi tháng 4. Công ty này đã bị cáo buộc 4 tội danh nhập khẩu các sản phẩm y tế không đạt chuẩn, giả nhãn mác và gian dối với cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm FDA. Mỗi tội danh này đối mặt với mức phạt tối đa 500.000 đô la Mỹ hoặc có thể lớn hơn, gấp đôi so với những gì công ty này đã kiếm được từ việc bán số khẩu trang giả mạo kém chất lượng đó. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế EU và Trung Quốc. Vào ngày 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ chỉ thị cố vấn thương mại xem xét áp thuế đối với ô tô của các thành viên Liên minh châu Âu và các sản phẩm đến từ Trung Quốc để trả đũa các biểu thuế nhằm vào tôm hùm Mỹ. Ông Trump cảnh báo rằng EU tồi tệ gần bằng Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại, cảnh báo áp thuế trên mức tương đương. Mỹ rút gần 10.000 lính khỏi Đức. Hôm ngày 5 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh cho Lầu Năm Góc rút 9.500 lính Mỹ đồn trú tại Đức cho tới tháng 9, đồng thời giới hạn lực lượng tại quốc gia châu Âu này ở mức 25.000. Quyết định này sẽ thay đổi đáng kể vị thế quân sự của Mỹ tại châu Âu, đồng thời phản ánh sự gia tăng căng thẳng giữa Washington và Berlin về chi tiêu quân sự cùng với các vấn đề an ninh khác. Tiếp theo, Mỹ kết án 3 người Trung Quốc chụp ảnh căn cứ quân sự. 3 công dân Trung Quốc phải chịu án tù tại Mỹ sau khi nhận tội quay phim, chụp ảnh trái phép căn cứ hải quân ở Key West, bang Florida. Một vụ xảy ra hôm 26 tháng 12 năm 2019 và một vụ khác vào ngày 4 tháng 1 năm nay. Tổng thời gian ngồi tù mà 3 người phải chịu là 2 năm 6 tháng. Thủ tướng Canada, ông Trudeau ngày 5 tháng 6 đã quỳ gối cùng người biểu tình trước Quốc hội nước này nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát. Ở Toronto, cảnh sát trưởng và nhiều sĩ quan khác cũng đã quỳ gối với người biểu tình tuần hành ở trung tâm thành phố. Trước đó, tại Mỹ, trước cơn giận dữ của dòng người biểu tình trong phong trào ủng hộ những người da màu, cảnh sát nhiều nơi đã thu hút được sự chú ý của công chúng với những hành động rất ôn hòa như quỳ gối trước đám đông, ôm lấy người biểu tình hoặc bắt tay trò chuyện với họ. Những hình ảnh này trái ngược hẳn với cảnh nhân viên hành pháp xịt hơi cay và bắn đạn cao su vào đám đông. Canada ghi nhận tổng số 94.335 ca nhiễm, trong đó có 7.703 ca đã tử vong. Tại Mỹ Latin, Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO. Tổng thống Bolsonaro hôm ngày 5 tháng 6 dọa rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới sau khi cơ quan này cho rằng Brazil chưa đủ điều kiện dỡ bỏ hạn chế ngăn dịch bệnh. Ông tiếp tục bảo vệ quan điểm rằng các biện pháp phong tỏa gây thiệt hại kinh tế vượt xa những rủi ro từ sức khỏe cộng đồng. Brazil là vùng dịch đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ khi ghi nhận tổng số hơn 646.000 ca nhiễm, trong đó có 35.000 ca đã tử vong. Còn Mexico ghi nhận tổng số 110.026 ca nhiễm, trong đó có 13.170 ca đã tử vong. Tại châu Âu, EU xem xét mạnh tay hơn đối với các nhà đầu tư Trung Quốc. Theo Reuters đưa tin vào ngày 6 tháng 6, các cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu muốn mở rộng quyền điều tra giữa công ty Trung Quốc đang tìm cách mua lại các công ty châu Âu nhờ vào lợi thế vốn được nhà nước Trung Quốc hỗ trợ.
Tại châu Á, Trung, Ấn đồng ý giải quyết tranh chấp biên giới trong hòa bình. Vào ngày 5 tháng 6, hai nước này đã thống nhất giải quyết tranh chấp về đường biên giới chung tại vùng Ladakh trên dãy Himalaya bằng những kênh ngoại giao. Tuyên bố được đưa ra một ngày trước khi các tướng lãnh hàng đầu của hai nước gặp nhau ở gần vị trí đối đầu tại biên giới để tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến nhiều khu vực trên một đường biên giới dài gần 3.500 cây số dọc theo dãy Himalaya đã diễn ra trong gần 80 năm nay. Mặc dù đã qua 20 vòng đàm phán nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt khoát. Trung Quốc khuyến cáo công dân không đến Úc do lo ngại tình trạng phân biệt chủng tộc nhằm vào người Trung Quốc và châu Á. Bộ trưởng Du lịch Úc sau đó đã lên tiếng phản đối, cho rằng thông tin của chính quyền Trung Quốc là không chính xác và nói rằng Úc là xã hội đa văn hóa và di cư thành công nhất trên thế giới. Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc. Bộ Mặt trận Thống nhất của Triều Tiên cho biết nước này sẽ kiên quyết rút khỏi văn phòng liên lạc chung giữa hai miền để phản đối việc Hàn Quốc đã không ngăn chặn những kẻ đào tẩu giải truyền đơn chống phá Triều Tiên dọc biên giới hai nước. Mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua đã nguội lạnh trở lại trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều bị đình trệ. Hiện Hàn Quốc ghi nhận tổng số 11.719 ca nhiễm, trong đó 273 ca đã tử vong. Ấn Độ hiện ghi nhận tổng số 236.954 ca nhiễm, trong đó có 6.649 ca đã tử vong. Singapore hiện ghi nhận tổng số 37.183 ca nhiễm, trong đó có 24 ca tử vong. Campuchia đã xác nhận có 125 ca nhiễm, trong khi đó Lào đã xác nhận có 19 ca nhiễm. Từ ngày 12 tháng 4, nước này không báo cáo thêm ca nhiễm nào. Cả hai nước đều chưa có ca tử vong. Tin tức tại Việt Nam, Nghệ An đưa nhầm hơn 230 người dân Bản Đửa vào dự án phát triển chục tỷ đồng. Theo Dân Trí đưa tin vào ngày hôm nay, tỉnh Nghệ An vừa có quyết định đưa Bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương ra khỏi đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu vì bản này không có người dân tộc Ơ Đu nào. Trước đó vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ra quyết định phê duyệt chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu dựa trên nguồn kinh phí do ngân sách trung ương hỗ trợ là 28,18 tỷ đồng với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu. Tuy nhiên, đến khi triển khai dự án thì phát hiện ở Bản Đửa không có người Ơ Đu. Tin tiếp theo, hơn 100 cây cổ thụ ở Hà Nội đã bị bứng lên rồi bỏ rơi. Đó là hơn 100 cây cổ thụ trên đường Kim Mã, thành phố Hà Nội bị bứng lên để nhường chỗ xây dựng tuyến đường sắt đô thị Nhổn và Ga Hà Nội. Năm 2016, một nhà thầu được chọn đã di chuyển số cây này ra vườn ươm ở huyện Gia Lâm, nhưng chỉ chăm sóc được một năm rồi bỏ mặc cho tới ngày nay. Theo báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo thành phố Hà Nội cho biết, thực tế kiểm tra cho thấy có khoảng 80% cây di chuyển từ đường Kim Mã hiện vẫn còn sống. Tuy nhiên, vì là dự án đầu tiên đánh chuyển cây nên cũng chưa có định mức về di chuyển cổ thụ cũng như đơn giá chăm sóc. Hiện thành phố vẫn đang nghiên cứu phương án. Trường đầu tiên ở Hà Nội bế giảng năm học 2019-2020. Ngày hôm qua, ngày 5 tháng 6, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ bế giảng, trở thành trường đầu tiên trên cả nước kết thúc năm học 2019-2020. Do trước đó, nhà trường đã dạy và học trực tuyến ngay khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho học sinh nghỉ học phòng chống dịch. Nhiều trường đại học công lập tăng học phí chóng mặt, có ngành gần 90 triệu đồng một năm. Đề án học phí được Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng cho mùa tuyển sinh 2020 đã khiến nhiều người bất ngờ vì có mức học phí từ 30 triệu đến 70 triệu đồng một năm, tăng gấp nhiều lần so với mức 13 triệu của năm trước. Tương tự, Đại học Y Dược Cần Thơ cũng đã công bố học phí cho năm 2020-2021 là 24,6 triệu đồng. Tin tiếp theo, 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ hàng nông sản Việt Nam. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 5 tháng đầu năm về thị trường xuất khẩu, tính chung 5 tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường chiếm thị phần lớn nhất với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 23,8% thị phần. Sáng ngày hôm nay, 310 công dân Việt Nam đầu tiên từ Phần Lan và Thụy Điển đã trở về nước an toàn trên chuyến bay mang số hiệu VN2 của Vietnam Airlines. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày thứ Bảy. Tổng kết lại, tuần vừa qua, những khán giả thân thiết của Khỏe Tự Nhiên đã phải nghe tin tức với một chất giọng không mấy dễ nghe. Và ngày hôm nay cũng vậy. Dù không mong muốn, nhưng vẫn phải xin lỗi quý vị.
Tuy vậy, nhưng một tuần qua cũng lại là một tuần nhận được rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc của quý vị đối với MC. Tất cả những lời chúc của quý vị là nguồn động lực giúp cho Nguyên Ngọc tiếp tục công việc được tốt hơn. Và kính thưa quý vị, thế giới mạng là ảo, nhưng tình cảm là có thật. Về việc này, Khỏe Tự Nhiên mới nhận được một email của tiến sĩ bác sĩ Trần Lệ Thủy đã gửi tới chương trình và may mắn nhận được sự thăm hỏi và sẵn sàng điều trị miễn phí cho Nguyên Ngọc. Qua chương trình ngày hôm nay, cháu xin phép được cảm ơn tấm lòng của cô rất nhiều. Và cũng nhân đây, Nguyên Ngọc có nảy ra một sáng kiến và muốn hỏi ý kiến của khán giả. Theo quý vị, Khỏe Tự Nhiên có nên mạn phép được mời bác sĩ tới dự một buổi talk show hay không? Buổi talk show để phỏng vấn tiến sĩ Lệ Thủy cách để chăm sóc và bảo vệ tai mũi họng trong thời tiết thay đổi thất thường như thế này. Và để chúng ta có thêm kiến thức chăm sóc bản thân cho gia đình hay cho cả trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch còn non yếu. Nếu như được bác sĩ nhận lời, chúng tôi sẽ sớm báo cho quý vị để quý vị đặt câu hỏi cho vị bác sĩ có tấm lòng nhân ái của chúng ta quý vị nhé. Và cũng còn rất nhiều những email của quý vị, nếu có sự chậm trễ trong việc trả lời, kính mong quý vị thông cảm. Còn chủ nhật tuần này, như đã hứa, tối ngày mai chúng tôi xin phép không phát sóng bản tin. Thay vào đó là một buổi talk show cùng với một chuyên gia kỳ cựu về da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ với chủ đề làm thế nào để chăm sóc da khỏe đẹp tự nhiên. Một chủ đề khá hấp dẫn, quý vị đừng nên bỏ lỡ nhé. Và sắp tới, Khỏe Tự Nhiên có một kế hoạch để lên diện mạo mới cho chương trình, phục vụ quý vị được tốt hơn và cũng để toàn bộ ekip chương trình có thời gian sắp xếp công việc cũng như nghỉ ngơi. Chúng tôi xin phép thay bản tin trưa chủ nhật bằng những video để chăm sóc sức khỏe hay những món ăn bài thuốc gửi tới quý vị. Đó cũng là lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả gửi tới chương trình. Xin chân thành cảm ơn tất cả những lời đóng góp của quý vị. Và nếu yêu mến chương trình, quý vị hãy luôn xem đến cuối cùng những tin tức của chúng tôi quý vị nhé. Như đã từng chia sẻ với quý vị về một MC mới, hiện chưa xuất hiện nên Nguyên Ngọc vẫn tiếp tục có duyên được phục vụ quý khán giả. Thưa quý vị, khi có những thay đổi, Khỏe Tự Nhiên sẽ báo cho quý vị biết vào mỗi buổi tâm sự chia sẻ như thế này. Và cũng xin được nhắc lại với quý vị, YouTube cũng không phải lúc nào gửi tin nhắn thông báo tới quý vị. Vậy nên, quý vị hãy kiểm tra video trong YouTube của Khỏe Tự Nhiên quý vị nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình bản tin tối hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn quý vị đã luôn luôn ủng hộ, quan tâm, theo dõi và đăng ký Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị ngày cuối tuần luôn luôn vui vẻ và mạnh khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.